Tin Vatican Đức Giáo Hoàng Francisco công nhận các tín hữu công giáo hầm trú ở Trung Quốc đau khổ vì bản thỏa hiệp. Trên chuyến bay từ các nước vùng biển Baltic về Roma, Đức Francisco nhận hết trách nhiệm của mình trong bản thỏa hiệp Vatican ký với Trung Quốc và xác nhận chính ngài sẽ đề cử các giám mục tương lai ở Trung Quốc. Trả lời cho cáo buộc của Hồng Y Trần Nhật Quân cho rằng, Vatican đã bán giáo hội trung quốc cho chính quyền cộng sản vì đã ký thỏa hiệp để cùng đề cử chung việc phong giám mục với chính quyền trung quốc thì đức giáo hoàng đã thổ lộ tôi nghĩ đến sự kháng cự đến các người công giáo đau khổ và đúng vậy họ sẽ đau khổ khi nào cũng có đau khổ khi thỏa thuận một bản thỏa hiệp nhưng họ có một đức tin sâu đậm và họ gửi cho chúng ta các sứ điệp để nói với chúng ta những gì tòa thánh nói, những gì thánh Phêrô nói là Chúa Giêsu nói. Đức tin của các tín hữu Trung Quốc là đức tin của các vị tử đạo. Họ là những người cao cả. Và Ngài mời gọi cầu nguyện cho nỗi đau của những người không hiểu, cho những người bao nhiêu năm tháng sống chui đã đè nặng trên đôi vai. Nhắc đến việc quyết định công nhận bảy giáo mục yêu nước của mình, Đức Francisco khẳng định là đã nghiên cứu hồ sơ theo từng trường hợp một, Ngài còn nhấn mạnh về trách nhiệm của mình trên bản thỏa hiệp này. Chính tôi đã ký, chính tôi là người chịu trách nhiệm. Bản thỏa hiệp này không phải ngẫu hứng, bản thỏa hiệp này cần cả mười mấy năm để chuẩn bị. Điểm cuối của câu trả lời về Trung Quốc, Đức Francisco nhấn mạnh, không phải Trung Quốc sẽ đề cử các giám mục, nhưng sẽ có một cuộc đối thoại giữa hai bên về các ứng viên. Sau khi đối thoại, quyền quyết định vẫn là của giáo hoàng.